Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và em học sinh. Video bài học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào các bài tập trong vở bài tập toán lớp 3. Bài 156 là bài luyện tập trung. Ủng hộ cô thì các em hãy chia sẻ video, nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để tiếp tục đón xem các video mới. Bây giờ chúng ta cùng đi vào bài số 1. Yêu cầu các em tính giá trị của biểu thức. Ý A, 10.728 cộng 11.605 tất cả nhân 2. Ở đây có phép cộng và phép nhân. Tuy nhiên là phép cộng ở trong ngoặc thì các em sẽ đi thực hiện ở trong ngoặc trước. Các em sẽ tính trong ngoặc trước, sau đó được kết quả bao nhiêu thì các em nhân với 2 lên. Chúng ta có 10.728, các em cộng với 11.605, có 8 cộng 5 bằng 13, viết 3 nhớ 1, 2 cộng 0 bằng 2 nhớ 1 nữa bằng 3, 6 cộng 7 13 viết 3 nhớ 1, 0 cộng 1 bằng 1 nhớ 1 bằng 2 và 1 cộng 1 bằng 2. Kết quả ở trong ngoặc sẽ bằng 22.333. Kem lấy 22.333 này kem nhân 2 lên. 2 x 3 bằng 6 này. Đây các em nhân 2 nhé. Ta có 2 x 3 bằng 6, 2 x 3 bằng 6, 2 x 3 bằng 6, 2 x 2 bằng 4 và 2 x 2 bằng 4. Kết quả sẽ bằng 44.666. Sang ý B. B ở đây chúng ta có phép trừ và phép nhân. Tuy nhiên phép trừ ở trong ngoặc. Các em sẽ thực hiện ngoặc trước vào cô. Ta có 45.728. Các em trừ đi 24.811. 8 trừ đi 1 bằng 7 này. 2 trừ đi 1 bằng 1 này. 7 không trừ được 8. Các em mượn 1 phía trước. 17 trừ đi 8 bằng 9 này. Trả 1 này. 4 nhớ 1 đúng bằng 5. 5 trừ 5 bằng 0. 4 trừ đi 2 bằng 2. Kết quả trong ngoặc chúng ta bằng 20.917. 20.917. Kem lấy cái kết quả này kem nhân về 4. Nhân 4. Ta có 4 x 7 bằng 28, viết 8 nhớ 2. 4 x 1 bằng 4, nhớ 2 bằng 6. 4 x 9 36, viết 6 nhớ 3. 4 x 0 bằng 0, nhớ 3 bằng 3. Và 4 x 2 bằng 8. Vậy kết quả cuối cùng ta sẽ bằng 83.668. Sang ý C. Ý C thì chúng ta có là 40.435 trừ đi 23.528 chia 4. Đây có phép trừ và phép chia. Tuy nhiên là không có ngoặc. Không có ngoặc thì các em sẽ ưu tiên thực hiện chia trước trừ sau. Như vậy 40.435, các em chưa thực hiện phép trừ thì các em cứ bê sang đã. Đây các em thực hiện phép chia trước. Ta có 32.528, các em chia 4 này. 3 không chia được 4, lấy 32 chia 4 bằng 8. 8 x 4 32, 32 trừ 32 hết, hạ 5 xuống. 5 chia 4 được 1. 1 x 4 bằng 4, 5 trừ 4 dư 1, hạ tiếp 2. 12 chia 4 bằng 3. 3 x 4 12, 12 trừ 12 hết, hạ 8 xuống. 8 chia 4 bằng 2. 2 x 4 bằng 8, 8 trừ 8 hết. Kết quả của ta bằng 8.132. Kết quả của phép chia này bằng 8.132. Đến đây các em mới lấy 40.435 trừ đi 8.132. 40.435 các em trừ đi 8.132. 5 trừ đi 2 bằng 3 này. 3 trừ 3 bằng 0 này. 4 trừ đi 1 bằng 3 này. 40, em lấy 40 trừ 8 luôn bằng 32 luôn. Như vậy kết quả chúng ta sẽ bằng 32.303.
32.303. Sang ý cuối cùng ở đây là ý D. Ý D ở đây chúng ta có phép trừ và phép nhân. Tuy nhiên là không có ngoặc nên các em sẽ thực hiện phép nhân trước, trừ sau nhá. Vậy thì 82.915 các em chưa thực hiện thì em B sang nguyên sang đã. Thực hiện phép nhân trước 15.283. Các em nhân với 3 nào. 3 x 3 bằng 9 này. 3 x 8 bằng 24 viết 4 x 2. 3 x 2 bằng 6 nhân 28. 3 x 5 15 viết 5 nhân 1. 3 x 1 bằng 3 nhân 1 bằng 4. Kết quả sẽ bằng 45.849. Đến đây thì em lấy 82.915, em trừ đi 45.849. Thì sẽ ra được kết quả. Vậy chúng ta sẽ có này. 82.915 kem trừ đi 45.849. Trừ hàng đơn vị trước, 5 không trừ được 9, kem mượn 1 phía trước. 15 trừ đi 9 thì bằng 6, trả 1 sang đây. 4 nhớ 1 nữa bằng 5. 1 không trừ được 5 lại mượn 1 phía trước. 11 trừ đi 5. 11 trừ đi 5 thì bằng 6. Tiếp tục trả 1 sang đây. 8 nhớ 1 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0. 2 không trừ được 5 mượn 1 phía trước, 12 trừ 5 bằng 7, trả 1, 4 nhân 1 bằng 5, 8 trừ đi 5 bằng 3. Kết quả của ta sẽ bằng 37.066. 37.066. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Bạn nào chưa hoàn thành thì em dừng lại làm cho xong. Cô chuyển sang bài tập số 2. Năm 2013 thì có 365 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày. Như vậy, các em muốn biết là có bao nhiêu tuần lễ thì các em sẽ lấy 365, các em chia cho 7 ra. Chia cho 7 được thương bằng bao nhiêu thì đấy chính là số tuần. Và số dư bằng bao nhiêu thì đã dư ra bấy nhiêu ngày. Đúng không? Như vậy này, ta có một tuần này. Một tuần thì bằng 7 ngày. Số tuần lễ trong năm là 4 tìm số tuần lễ, kem lấy số ngày 365, kem chia cho 7 ngày ra. Chia cho được thương là bằng bao nhiêu thì đấy là số tuần, và số dư là bao nhiêu thì đấy là số ngày dư lên, dư ra, đúng không ạ? 365 chia 7 này. 3 không chia được 7. Em lấy 36 chia cho 7. 36 chia 7 thì được 5 lần. 7 x 5 35. 36 trừ 35 dư 1. Hạ 5 xuống, 15 chia 7 được 2. 2 x 7 14, 15 trừ 14 dư 1. Đúng không? Như vậy, đây này, cái này chính là số tuần và cái này là số ngày nó dư ra. Như vậy thì cái năm 2013 sẽ có là 52 tuần và dư 1 ngày bằng 52 tuần và dư 1 ngày. Đấy, kem chia 7 được thương bằng bao nhiêu thì đấy là số tuần và số dư thì là đấy là số ngày dư ra. Đáp số 52 tuần dư 1 ngày . Tiếp tục chuyển sang bài tập số 3. Bạn nào chưa xong bài tập số 2 các em dừng lại làm cho xong nhé. Bài tập số 3 như sau. Có 16.000
560 viên gạch xếp đều lên 8 xe tải. Hỏi 3 xe tải chở được bao nhiêu viên gạch? Trước tiên, Kem sẽ tìm cho cô một xe tải chở được bao nhiêu viên gạch bằng cách lấy 16.560 Kem chia 8 ra. Tìm được số viên gạch trên một xe thì em sẽ tìm được số viên gạch trên 3 xe, đúng không? Đấy. Một xe chở được số viên gạch là 16.560 Kem chia 8 ra. Vì cái này là trên 8 xe. Vậy 16.560 chia 8 à. 16 chia 8 bằng 2. 2 x 6 18. À 2 x 8 16, 16 trừ 16 hết. 5 không chia được 8 bằng 0. 0 x 8 bằng 0, 5 trừ 0 vẫn bằng 5, hạ tiếp 6. 56 chia 8 bằng 7. 7 x 8 56, 56 trừ 56 hết. Hạ tiếp 0. 0 chia 8 bằng 0. 8 x 0 bằng 0, 0 trừ 0 vẫn bằng 0. Như vậy mỗi xe sẽ chở được là 2070 viên. Mỗi xe sẽ chở được 2070 viên gạch. Một xe thì chở được chừng này, hỏi 3 xe thì chở được bao nhiêu thì em lấy 2070 em nhân 3 lên. 3 xe chở được số viên gạch là 2070 kem nhân 3 đi. 2070 nhân 3 nè. 3 x 0 bằng 0, 3 x 7 21 viết 1 nhớ 2. 3 x 0 bằng 0 nhớ 2 bằng 2, 3 x 2 bằng 6. Như vậy 3 xe sẽ chở được 6210. 6210 viên. Đáp số 6210 viên. Tiếp tục cô sẽ chuyển sang bài tập số 4. Bạn nào chưa xong bài này, kem dừng lại làm cho xong nhé. Một hình vuông có chu vi là bằng 3 decimet 2 cm, hỏi hình vuông đó có diện tích bằng bao nhiêu. Như vậy trước tiên là các em phải tìm được cạnh của hình vuông. Sau khi tìm được cạnh hình vuông thì em mới tìm được diện tích, đúng không ạ? Ở đây các em sẽ đổi nào, chúng ta sẽ có 3 decimet 2 cm, ta đổi ra cm hết. 3 decimet thì bằng 30 cm, 30 cm cộng với 2 cm nữa bằng 32 cm. Biết được chu vi rồi, mà chu vi hình vuông thì bằng cạnh của hình vuông nhân với 4. Như vậy các em sẽ tìm cạnh hình vuông. Cạnh hình vuông là, đúng không? Cạnh nhân với 4 bằng chu vi. Như vậy muốn tìm cạnh hình vuông thì các em lấy chu vi chia 4, tức là lấy 32 các em chia 4. Như vậy cạnh hình vuông sẽ bằng 8 cm. Tìm được cạnh rồi thì dễ dàng các em sẽ tìm được diện tích của hình vuông thôi. Như vậy, diện tích của hình vuông là 8 x 8 bằng 64 cm². Đáp số 64 cm². Đấy. Đối với bài này các em chú ý là đổi cái đơn vị đưa về cùng đơn vị là cm đã. Rồi công thức tính chu vi hình vuông là lấy cạnh nhân với 4. Từ đấy muốn tìm cạnh thì em lấy chu vi em chia 4 ra. Rồi chúng ta lại đi tìm diện tích. T
Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập của bài 156 ở trong vở bài tập toán lớp 3. Để ủng hộ cô thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp tục đón xem các video mới nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các bài học tiếp theo.